thướng có điểm đen ngay chính tại nơi đào tạo lái xe. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Đăng kiểm xe thì xe xấu thành tốt, đào tạo thì không nghiêm khắc, là điểm đen còn nguy hiểm hơn cả điểm đen trên đường. Thủ tướng nói, gần đây báo chí nói nhiều về hiện tượng có những trung tâm đào tạo lái xe dễ tính đến nổi tiếng, còn có phương thức bảo đảm thi là đỗ. Thủ tướng nhấn mạnh điều này trong hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo ý kiến của một số địa phương, chế tài đối với người lái xe vi phạm về nồng độ cồn, dùng ma túy còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Quy trình kiểm tra xử lý lái xe dùng ma túy còn mất nhiều thời gian. Hiện nay, việc kiểm tra sức khỏe lái xe thì đều do lái xe tự đi khám mà không có sự giám sát của cơ quan chức năng, nên xảy ra tình trạng gian lận. Có trường hợp lái xe nhờ người đi lấy mẫu nước tiểu. Đối với việc xử lý xe quá khổ, quá tải, theo đại diện tỉnh Nghệ An, có trường hợp chủ xe thuê người giám sát hoạt động của lực lượng chức năng để trốn tránh. Ý kiến của đại diện Bộ Tư pháp nhấn mạnh tồn tại là chưa xử lý nghiêm vi phạm lái xe khi nhờn luật. Bộ Y tế cho rằng khi phát hiện lái xe sử dụng ma túy cần tước bằng lái xe ngay, bởi nếu nương tay thì sẽ có nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng. Báo cáo về công tác đào tạo lái xe, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết trong năm 2020 sẽ yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý đào tạo để nhận dạng và bảo đảm theo dõi thời gian học lý thuyết pháp luật giao thông đối với các học viên lái ô tô. Trong năm 2021, yêu cầu các cơ sở đào tạo trang bị và duy trì cabin học lái xe ô tô, bổ sung các nội dung học lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Về sát hạch lái xe, trong tháng 7 năm 2019, sửa đổi ban hành bộ 600 câu hỏi thay bộ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp phép lái xe cơ giới đường bộ, yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe tại 5 tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An và Đà Nẵng lắp đặt camera giám sát phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch lái xe trong hình, đảm bảo kết nối trực tuyến, truyền dữ liệu hình ảnh về Tổng cục Đường bộ Việt Nam, có chia sẻ dữ liệu với các sở giao thông vận tải và thực hiện trên toàn quốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, chế tài xử phạt các hành vi vi phạm giao thông sẽ được thay đổi theo hướng nặng hơn. Bộ cam kết trong năm 2019 sẽ xóa hết tất cả các điểm đen trong các tuyến quốc lộ. Chúng ta sẽ lắp đặt các hệ thống camera ở các điểm có tình trạng xe dù, xe cóc, những ngã ba, ngã tư suy yếu để tăng cường công tác xử phạt nguội với các hành vi vi phạm. Bộ sẽ kết nối với Bộ Công an tất cả các dữ liệu Bộ có từ camera thiết bị giám sát hành trình, camera và đề nghị với Bộ Y tế kết nối luôn cả dữ liệu kiểm tra sức khỏe lái xe để chúng tôi thống nhất về công tác kiểm soát lái xe, bằng lái xe, các hoạt động liên quan đến vận tải. Điểm đen ngay trong chính tại cơ quan đào tạo kiểm tra. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng hoan nghênh kết quả bảo đảm an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2019, giảm mạnh cả 3 tiêu chí, số vụ tai nạn, người chết, bị thương, nhưng chúng ta nên nhớ rằng còn hơn 8.000 người chết và 15 người bị thương mà tính mạng con người là trên hết. Chúng ta cần phải quan tâm đến công việc quan trọng này để xã hội yên bình hơn, giảm đau khổ cho người dân. Đó chính là nhiệm vụ nặng nề của cấp ủy, chính quyền, ủy ban giao thông. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng còn một số tồn tại như xảy ra nhiều vụ tai nạn xe khách, xe tải nghiêm trọng, xuất hiện các điểm đen ngay tại chính cơ quan đào tạo, kiểm tra, đăng kiểm xe thì xe xấu thành xe tốt, đào tạo thì không nghiêm khắc, điểm đen này còn nguy hiểm hơn cả điểm đen trên đường. Thủ tướng lấy ví dụ, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiểm tra, xác minh, quyết định thu hồi giấy phép hoạt động đối với trung tâm đăng kiểm 9803D, tỉnh Bắc Giang do phát hành cấp giấy không chứng nhận đăng kiểm xe kinh doanh vận tải gần đây. Báo chí nói nhiều về hiện tượng có những trung tâm đào tạo lái xe dễ tính đến nổi tiếng, cả về phương thức bảo đảm thi là đỗ. Các tỉnh, cơ quan liên quan cần phải chú ý để tâm đến vấn đề này. Hậu quả khôn lường của người điều khiển không đủ tiêu chuẩn này rất nguy hiểm. Hồi trước tôi đã nói với anh Trương Hòa Bình cần xử lý cả người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện, khoán trái cho lái xe, thúc lái xe chạy bất kể ngày đêm, gây tai nạn nghiêm trọng. Cho rằng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu mới tập trung nhiều đến an toàn giao thông đường bộ, Thủ tướng nhấn mạnh an toàn giao thông đường sắt, đường thủy, hàng không cũng vô cùng quan trọng khi mà tăng trưởng khách du lịch đi qua đường hàng không ở Việt Nam thuộc diện cao nhất thế giới. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương đề xuất sửa đổi, sự bổ sung luật an toàn giao thông đường bộ năm 2008, khung pháp luật hợp lý quan trọng nhất để xử lý vấn đề đặt ra. Bộ Tư
pháp khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng mạnh khung hình phạt xử lý đối với hành vi vi phạm luật an toàn giao thông. Quy định hiện nay đã cao rồi nhưng chưa đủ răn đe. Tôi đã trao đổi với Khuất Việt Hùng. Cứ 80mg trên 100ml máu thì coi như chuyển sang hình sự rồi, chứ không phải hình thức hành chính bình thường nữa. Hay là nghiện ma túy, nghiện rượu, thu ngay vĩnh viễn bằng lái. Luật xử lý vi phạm hành chính này phải có khung cao hơn một số nước, phải có khung này mang tính chất răn đe cần thiết, ít tốn kém mà rất hiệu quả, Thủ tướng nói. Cần triển khai hoàn thiện nghị định thay thế nghị định 46 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đặc biệt là khẩn trương báo cáo lại với Thủ tướng nghị định thay thế nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải. Các đồng chí lấy ý kiến thành viên chính phủ yêu cầu loại bỏ ngay các điều kiện không cần thiết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận tải thay cho phương thức quản lý truyền thống. Tôi thấy có nhiều đồng chí của bộ trưởng góp ý là đề nghị hủy bỏ quy định bắt buộc gắn hộp đèn trên nóc xe dưới 9 chỗ, thay vào đó là dùng công nghệ để quản lý. Tôi yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu vấn đề này, Thủ tướng nói. Cần hoàn thiện chương trình giáo dục an toàn giao thông trong hệ thống giáo dục phổ thông, nâng cao giáo trình, chất lượng. Ở Nhật Bản cách đây 40 năm, tình trạng y như Việt Nam, nhưng giờ giáo dục từ nhỏ, ý thức người giao thông người ta đã rất tốt. Thủ tướng cho biết và đề nghị đưa giáo dục an toàn giao thông vào sinh hoạt khu phố, xóm, thôn. Dài lực lượng thế này trên đường là không ổn. Yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn giao thông, Thủ tướng bày tỏ các lực lượng bảo vệ pháp luật ngày nắng cũng như ngày mưa. Ngày thì có, đêm thì không, dài lực lượng trên đường thế này thì không ổn. Yêu cầu phải lập cơ sở dữ liệu người dân và chủ các phương tiện cũng như các biện pháp quyết liệt để chuyển hẳn sang chủ yếu là phạt nguội, không để bộ máy cứ phình to, cán bộ cứ tiếp tục dài trên đường mà không hiệu quả cao, không đáp ứng được yêu cầu của xã hội 4.0. Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ trong kỷ nguyên số để giải quyết thật bài bản vấn đề này. Cần có cơ chế chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan như giao thông vận tải, công an, y tế, tài chính, quyết liệt triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng. Đồng chí Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Chủ tịch các địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về các vấn đề thu phí không dừng. Trong năm nay phải kết thúc việc này. Thủ tướng nêu rõ, không thực hiện thu phí không dừng thì luôn không cho trạm BOT thu phí nữa. Thủ tướng yêu cầu khi cấp lại giấy phép lái xe cần ra lại việc thực hiện pháp luật, kỹ năng, hành vi vi phạm trước đó, yêu cầu đóng cửa cơ quan đăng kiểm và sát hạch lái xe không đảm bảo chất lượng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, cụ thể là cảnh sát giao thông không được nhận hối lộ và bao che sai phạm. Các cơ quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông, công tác trong lĩnh vực xã hội khác cần phải kiên quyết nói không với tiêu cực, nhóm lợi ích. Các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm kịp thời các vụ vi phạm an toàn giao thông và yêu cầu quần chúng giám sát, phát hiện sai trái, bao che, người chết rõ ràng không nói là không có tai nạn. Tôi biết Ủy ban Kiểm tra An toàn Giao thông Quốc gia nhận được một số đơn kiến nghị về vấn đề này, Thủ tướng chỉ ra. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban An toàn Giao thông các cấp, hệ thống các cơ quan giao thông vận tải, cơ quan tham mưu về an toàn giao thông nâng cao trách nhiệm, trình độ để đáp ứng được yêu cầu giảm thiểu tai nạn giao thông, một số nhiệm vụ vất vả nhưng vinh quang vì góp phần bảo đảm cuộc sống của con người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Thành phố Hồ Chí Minh tổng kiểm tra tất cả các loại xe lưu thông trên đường. Từ các xe container, xe bồn, xe tải, xe khách cho đến các loại xe máy, xe thô sơ lưu thông trên địa bàn được lực lượng công an cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổng kiểm tra. Thông tin trên được lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt PC08 công an Thành phố Hồ Chí Minh công bố.